Phần 2. Xây dựng mối quan hệ. Quan hệ giao tiếp tốt cũng là tài sản quý giá. Người đàn ông giỏi vun trồng và sử dụng nó sẽ như cá gặp nước, hổ chắp thêm cánh. Người đàn ông xuất sắc thì trước tuổi 35 đã xây dựng được mạng lưới quan hệ giao tiếp tốt, từ đó mà trở nên có thần, có thế, vẫy vùng ngang dọc trong xã hội. 13. Xây dựng mạng lưới quan hệ giao tiếp. Nếu đến tuổi 35 mà con người vẫn chưa xây dựng được mạng lưới giao tiếp cố định, có tầng bậc rõ ràng thì còn xa mới thành công. Vì vậy, hãy sớm xây dựng mạng lưới quan hệ của mình thật tốt. Nói đến mạng lưới quan hệ, có người cho là mang ý nghĩa xấu nào đó, như vậy là phiến diện. Bản thân mạng quan hệ không hẳn mang ý nghĩa xấu, nó trung tính. Mấu chốt là nó được xây dựng như thế nào, vận dụng ra sao. Nếu xây dựng mạng quan hệ lành mạnh, phù hợp tiêu chuẩn đạo đức, chế độ luật pháp và có lợi cho đơn vị thì càng không thể thiếu đối với thành công của cá nhân. Môn thành công học của nước ngoài gọi quan hệ giao tiếp là mạng hữu nghị. Họ cho rằng một người thích người khác và được người khác thích mới là người thành công. Người thành công phần lớn đều thích giao tiếp rộng, thích hình thành mạng hữu nghị của mình. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt từng nói, yếu tố đầu tiên của thành công là phải biết cách xây dựng mối quan hệ giao tiếp tốt. Rất nhiều doanh nhân thành công đều ý thức được tầm quan trọng của mối quan hệ giao tiếp đối với thành công của mỗi người. Ông A. H. Smith, tổng giám đốc một công ty đường sắt lớn của Mỹ, từng nói 95% của đường sắt là người, 5% là sắt. Người thầy thành công học của Mỹ, ông Carnegie, qua nghiên cứu lâu dài rút ra kết luận tác dụng của kiến thức chuyên môn trong thành công của con người chỉ chiếm 15%, 85% còn lại là do quan hệ giao tiếp. Cho nên bất kể làm nghề gì, ngành gì, học được cách xử lý quan hệ giao tiếp là chúng ta đã đi được 85% con đường thành công và 99% con đường hạnh phúc rồi. John D. Rockefeller, vua dầu lửa nước Mỹ đã nói, tôi sẵn sàng trả giá lớn hơn bất cứ bản lĩnh nào có được trong thiên hạ để có được bản lĩnh sống chung với người khác. Theo kết quả điều tra tại Mỹ, nếu người đàn ông trước tuổi 35 chưa xây dựng được mạng quan hệ giao tiếp tốt, thì tỷ lệ chết của số người này trong 9 năm tới sẽ gấp hơn 2 lần người xã giao tốt. Vì quan hệ giao tiếp không tốt, sẽ xảy ra nhiều vấn đề về tâm sinh lý. Cho nên, cần cố gắng sớm xây dựng mạng quan hệ giao tiếp của bạn. Mạng giao tiếp này có thể do các bạn bè khác nhau tạo thành. Có bạn tri kỷ, có bạn mới quen, có đàn ông, đàn bà, có người già, người cùng tuổi và người trẻ. Có người địa vị cao, địa vị thấp, có các ngành nghề, có sở trường, sở đoản khác nhau. Mạng quan hệ như vậy mới tương đối toàn diện, có nghĩa là trong mạng quan hệ của bạn cần có nhiều loại bạn bè, họ có thể giúp đỡ bạn tùy theo khả năng của mỗi người. Đã gọi là mạng thì phải có đặc điểm của mạng. Có nghĩa là thành phần bạn bè trong mạng này vừa có điểm vừa có diện, phân bố đều. Có người kết bạn không phải như vậy, phạm vi kết bạn của họ rất hẹp, phân bố không đều, chỉ quen một vài người trong phạm vi quen thuộc của mình. Hơn nữa, ngành nghề và sở trường của người này tương đối đơn điệu, như vậy thì không thể tạo thành mạng quan hệ tiêu chuẩn được. Ưu thế của mỗi người sẽ bổ sung cho nhau, phải thích ứng với cấu tạo của mạng quan hệ. Bạn có ưu thế mặt này nhưng có thể không có ưu thế mặt khác. Lấy ví dụ đơn giản, bạn giỏi về chuyện sách vở nhưng bạn không tinh thông về kinh tế. Thế thì bạn cần sự giúp đỡ của những người tinh thông trong lĩnh vực này. Nếu kết cấu bạn bè quá đơn điệu thì khó thực hiện được điều này. Cho nên ưu thế bổ sung cho nhau, nghĩa là bạn lấy ưu thế của mình để bù đắp cho khiếm khuyết của người khác, đổi lại người khác dùng ưu thế của họ bù đắp cho bạn. 14. Kết bạn tốt để có họa cùng chia, có phúc cùng hưởng.
Kết bạn không chỉ là nhu cầu tình cảm mà còn có thể mang lại giá trị và lợi ích thực tế cho sự nghiệp và đời sống của bạn. Người đàn ông trước tuổi 35 bất kể là mới bước vào hay đã hoạt động nhiều năm trong xã hội đều cần kết bạn tốt để cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng hạnh phúc. Như vậy càng giúp bạn nhanh chóng đi đến bến bờ thành công. Mỗi chúng ta đều cần có bạn bè, không thể sống cô lập. Vì sức mạnh của cá nhân quá nhỏ bé trong xã hội, nên sự hợp tác giữa bạn bè có thể sinh ra tổng lực lớn lao. Tinh thần hợp tác này vốn có từ thời cổ đại, song theo đà thay đổi của xã hội, sự hợp tác của con người dần dần thông qua cầu nối đồng tiền chứ không đơn thuần là sự giao lưu bằng tấm lòng nữa. Điều này một mặt mở rộng phạm vi hợp tác, mặt khác làm tổn hại hiệu suất của hợp tác. Nếu không có tiền thì con người khó có thể đi lại trong xã hội lạnh lùng như vậy đó. Còn bạn bè thì khác, tình bạn chân chính là quan hệ vô giá, tin cậy, hiểu lòng nhau. Tình cảm là cầu nối giữa bạn bè với nhau thông qua việc hợp tác mà đạt được mục đích cao cả. Đời người không có bạn tựa như yến tiệc không có rượu ngon. Nếu nói rằng phụ nữ kết bạn với nhau là để có đối tượng tâm sự sẻ chia thì tình bạn giữa đàn ông với nhau là nhằm có bạn chiến đấu trên mọi chiến trường. Bạn bè dang rộng cánh tay, nhiệt tình giúp đỡ lúc bạn tuyệt vọng là sự an ủi, ủng hộ vô cùng lớn lao đối với bạn. Trong tình thế đó thì tình bạn đã thăng hoa đến mức cao nhất. Tình bạn chân chính không phải do trời định mà do bản thân mình dùng tấm lòng chân thật của mình để đổi lấy tấm lòng chân thật khác. Nhờ thế mà tình hữu nghị vĩ đại mới nảy nở. Đương nhiên, đứng trước lợi lộc lớn, tấm lòng chân thật cũng có thể bị bán đi. Chúng ta thường coi đó là hành vi bỉ ổi, nhưng cũng có thể nói là việc thường tình. Cho nên, để tránh xảy ra tình huống ấy, chúng ta cần thận trọng trong việc chọn bạn. Hoàn toàn có thể nói rằng có một vài người bạn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia là một trong các thành tựu vĩ đại nhất của đời người đàn ông. 15. Chủ động chuyện trò với người lạ, khắc phục chứng sợ xã giao. Xã hội là trường đại học lớn, xã giao là môn học khó. Là người đàn ông trước tuổi 35 muốn đứng vững và phát triển tốt trong xã hội thì môn học xã giao là một trong các môn học cần thiết. Bạn không vượt qua được môn học này thì có nghĩa là mãi mãi không thể tốt nghiệp, khó đi lại thành thạo trong xã hội. Người thất bại trong giao lưu thường nhiều hơn người thành công. Lẽ nào giao lưu với người khác thật sự khó như vậy? Có thể bạn đã phát hiện, trong trường hợp giao lưu xa lạ, trên 90% số người đều chờ người khác chủ động chào hỏi mình. Rất ít người đi đến trước mặt người khác vừa đưa tay ra vừa tự giới thiệu. Trong hiện tượng này chứa đựng mật mã đặc biệt của sự thành bại trong xã giao. Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt là người giỏi giao lưu với người khác. Ngay khi chưa được bầu làm tổng thống, trong một lần dự tiệc, ông thấy có người lạ trong bàn ăn bèn nghĩ cách làm quen. Roosevelt tìm được người phóng viên quen, qua người này tìm hiểu rõ họ tên, tình hình của người mà mình muốn làm quen, sau đó chủ động đi đến, gọi đúng tên của họ và nói một số việc mà họ hứng thú. Hành động này thường giúp Roosevelt thu được thành công lớn. Về sau, ông vận dụng phương pháp này vào cuộc bầu cử tổng thống và đã giành được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng. Kết giao với người khác một cách tự nhiên là kỹ năng sinh tồn cần có của mọi người. Điều này giúp chúng ta mở rộng quan hệ bạn bè, làm phong phú cuộc sống. Phương pháp chủ động bắt chuyện và giữ vững mối quan hệ với người không quen biết của Roosevelt là cách làm được nhiều nhân vật lớn vận dụng. Song việc này đối với người bình thường không phải dễ làm. Trong đời sống hiện thực, rất nhiều người đàn ông mắc chứng sợ xã giao. Biểu hiện chủ yếu của chứng này là không dám chủ động đưa tay hữu nghị với người khác. Muốn khắc phục chứng sợ xã giao, trước tiên cần khắc phục lòng tự ti. Một nhà hiền triết từng nói, tự ti tựa như diêm ngâm nước, dù cố gắng mấy cũng khó thắp lên ngọn lửa.
Một người luôn do dự, người khác đương nhiên cho là bạn thật sự bất lực, không muốn giao thiệp với bạn nữa. Tự ti không chỉ khiến mình lâm vào cảnh cô độc sợ sệt mà còn gây nên áp lực tâm lý. Bị chi phối bởi tâm lý này, người ta càng không dám chủ động giao thiệp với người lạ, càng sống khép kín. Có nhiều cách khắc phục lòng tự ti. Phương pháp hữu hiệu nhất là tự tiến hành ám thị tâm lý. Ví dụ khi bắt đầu giao lưu với người lạ, hãy tự nhủ: khả năng xã giao của ta tuy không tốt lắm nhưng người khác khi bắt đầu cũng thế. Bất kể làm việc gì, lúc bắt đầu đều không thể tốt ngay được, làm vài lần sẽ tốt. Kỳ thực ai cũng vậy cả. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, bạn phải dám đi bước đầu tiên trong việc giao tiếp với người lạ. Hiểu biết thực sự nguồn bước bắt nguồn từ thực tiễn, luyện tập nhiều, bạn sẽ không còn cảm thấy sợ, nhút nhát, xấu hổ nữa. Như vậy sẽ nâng cao khả năng xã giao của bạn. Sau đây là các phương pháp giúp bạn mở cánh cửa hữu nghị với người lạ. 1. Hãy nói chân thành, thẳng thắn về cảm giác của bạn. Lần đầu tham dự buổi dạ hội, bạn có thể nghĩ mình tham gia thế này thật xấu hổ, hoặc hoàn toàn ngược lại, tụ họp như vậy rất thú vị. Bất kể thế nào, người đầu tiên bạn muốn nói chuyện xem ra cũng muốn nghe bạn thể hiện tình cảm của bạn của mình. Trong bất cứ tình huống nào, chỉ cần nói những lời đại loại như tôi rất ngại, hoặc ở đây tôi không quen ai cả, còn tốt hơn là lẳng lặng bỏ đi. Người thẳng thắn thường nhanh nhẹn, mạnh dạn đối xử với người chân thành. Hơn nữa, nếu chúng ta nói chuyện thành khẩn thì người khác sẽ thổ lộ suy nghĩ của mình một cách tự nhiên. 2. Bàn bạc sự việc chung quanh. Bạn tìm chủ đề nói chuyện trong một lần meeting nhằm phá vỡ bế tắc, có thể nói với người lạ: ngài thấy rượu cocktail thế nào? Như vậy là đã tìm được chủ đề sinh động cho cuộc nói chuyện. 3. Lắng nghe. Lắng nghe là yếu tố làm nên thành công trong một cuộc nói chuyện. Nếu không lắng nghe thì không thể coi là cuộc nói chuyện thật sự. Song đây cũng là một nghệ thuật. Khi nói chuyện với bạn mới quen, cần tập trung lắng nghe, có phản ứng tích cực, khuyến khích bạn tiếp tục nói. Sự lắng nghe lúc này không còn là bị động mà trở thành chủ động. Cuộc nói chuyện thành công khác với cuộc nói chuyện không vui vẻ ở chỗ phát hiện ưu điểm của nhau, hiểu nhau. Nhiều người trong chúng ta ngại nói điều mình muốn nói vì chúng ta nhìn nhận về mình khác với người khác nhìn nhận. Song chính vì xuất phát từ sự khác nhau trong cuộc sống, chúng ta mới nói chuyện. Khi bạn thử đưa tay về phía người lạ và chủ động tự giới thiệu thì bạn sẽ thấy nhẹ nhõm, tự nhiên hơn nhiều so với chỉ bị động đứng đó. Cử chỉ này khi đã thành thói quen thì bạn sẽ nói năng tự nhiên hơn, ngày càng có nhiều bạn bè, sự nghiệp càng phát triển. 16. Khen ngợi người quanh bạn. Trong cuộc sống, ai cũng mong muốn được người khác đánh giá tốt, vui sướng khi được tán thưởng. Người đàn ông xuất sắc luôn nắm vững kỹ năng tán thưởng, làm cho việc tán thưởng đúng mức trở thành lời nói đẹp thật sự, đạt được hiệu quả, bỏ ít công sức mà làm nên việc lớn. Sự tán thưởng có thể làm tăng năng lực của một người, mang lại cho họ cảm giác thành tựu và tự tin. Đây đúng là phương pháp hiệu quả dùng để cảm hóa lòng người. Nhưng tán thưởng không thỏa đáng cũng tựa như áo gấm đi đêm, gây sự hoài nghi, thậm chí ác cảm. Vì vậy, tán thưởng cũng là một nghệ thuật. Đây là điều mà người đàn ông trước tuổi 35 cần nắm vững. Là một loại nghệ thuật ngôn ngữ và hành vi trong ứng xử, khen ngợi quyết không thể là những lời tâng bốc, nịnh bợ, cũng không phải là những lời vuốt ve lấy lòng. Khen ngợi có nguyên tắc nhất định, lời khen phải tế nhị, có ý tứ sâu xa. Trước tuổi 35, bạn nắm vững các kỹ năng khen ngợi sau đây thì sẽ thuận lợi trong xã giao. 1. Khen ngợi đúng lúc. Ưu điểm của đồng nghiệp, bạn bè và người thân có thể được bộc lộ bất cứ lúc nào, trường hợp cá biệt còn xuất hiện bất ngờ. Cho nên, người khen ngợi người khác luôn phải tranh thủ cơ hội, khen kịp thời để nhận được cảm tình tốt của đối phương và người có mặt, đạt được hiệu quả cao. 2. Khen ngợi phải khéo léo. Lời khen ngợi thường nói trực tiếp cho nên nội dung phải cụ thể, đối tượng rõ ràng.
3. Thái độ phải chân thành. Khi chúng ta ca ngợi người khác, nghĩa là đối phương thực sự đáng được khen. Chúng ta khen người khác là thể hiện sự thừa nhận và khâm phục người khác, nói về động cơ đòi hỏi phải trong sáng. Thái độ phải chân thành, nếu không xuất phát từ lòng chân thành sẽ để lại ấn tượng giả dối, đối phương sẽ hoài nghi chúng ta không thực lòng, lúc ấy việc khen ngợi của chúng ta sẽ phản tác dụng. Lời lẽ khen ngợi nếu khách sáo không chân thật có khi khiến người được khen lúng túng, không biết phải làm sao. Khen ngợi theo cách đó sẽ gây khó dễ cho mình và cho người khác, lợi bất cập hại. 4. Mức độ thỏa đáng. Mấu chốt của việc khen ngợi đối phương là phải khen đúng mức. Đăng đồ tử Hiếu Sắc Phú có nói: tăng thêm một phân thì quá dài, giảm đi một phân sẽ quá ngắn, rất thích hợp cho việc khen ngợi. 17. Tìm lại bạn cũ. Có bạn học thật là tuyệt. Khi sự nghiệp gặp sóng gió, khi tâm hồn lạc lõng, nản lòng đối với cuộc sống mà có lời khuyên chân thành, lời đánh giá khách quan và lời chúc tốt đẹp từ bạn bè, người thân thì sẽ lấy lại được tinh thần. Vào một ngày cuối tuần, trời mưa, tôi quyết định thu dọn nhà cửa, kể cả gầm tủ và giá sách. Bỗng phát hiện sổ lưu bút, hình ảnh, thư từ của những người bạn cũ, nháy mắt mà đã lâu vậy rồi. Đọc lại bức thư cũ, thấy sự việc như mới diễn ra hôm qua. Nhớ lại tưởng như mưa bụi ngoài cửa sổ, chỉ có thể ngắm chứ không chạm tới được. Những nụ cười quen thuộc và giọng nói thân thiết xưa kia, nay ở trên trời góc biển nào, cuộc sống của họ ra sao? Ký ức xa xăm làm tôi xúc động, thế là tôi cầm lấy quyển sổ ghi chép địa chỉ đã lâu không động tới, tìm những cái tên quen thuộc. Người có nhiều bạn học là người may mắn, không ai không hoài cổ trừ phi mất trí nhớ, lòng hoài cổ của con người lại tăng dần theo năm tháng. Hãy tìm lại những người bạn đã từng mất liên lạc, khi gặp khó khăn hãy tìm đến bạn học. Bạn sẽ dễ dàng thổ lộ tâm sự. Việc nhờ vả người bạn học chút việc sẽ khiến tình bạn càng trở nên thân thiết. Các bạn học cũ cũng không tiếc mà sẽ làm hết sức mình, không mang chút tư lợi nào. Mỗi người đều được nếm trải hạnh phúc nồng nàn đầy thi vị. 18. Giao lưu với người nổi tiếng, mở rộng đường đến thành công. Kết bạn với những người nổi tiếng sẽ có cơ hội làm thay đổi cuộc đời bạn. Người đàn ông trước tuổi 35 hãy tích cực chủ động thực hiện, nắm vững mỗi cơ hội kết bạn. Trong môi trường xã giao của người đàn ông, giao lưu với những nhân vật nổi tiếng và học tập quan niệm, cách làm, ưu điểm của họ sẽ rất có ích trong việc tiến lên, vì đa số họ là người có bản lĩnh và tài năng thực sự. Nếu bạn có thể học tập kinh nghiệm và tinh hoa trong quan điểm của họ, ắt sẽ có lợi cho cuộc sống và công tác của bạn. Giao lưu với người nổi tiếng, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ thiết thực. Trong tâm lý học có loại tâm lý xu thế, tức là tâm lý giao lưu, sùng bái, dựa dẫm người nổi tiếng. Hầu hết mọi người đều có tâm lý này, chỉ khác nhau về mức độ mà thôi. Nó phản ánh tâm lý con người muốn nâng cao địa vị xã hội của mình để giao lưu bình đẳng với người nổi tiếng. Một chuyên gia công quyền nổi tiếng từng nói, muốn phát triển sự nghiệp thì không thể xem nhẹ quan hệ giao tiếp. Có cây lớn chúng ta mới có thể nghỉ ngơi, ngồi hưởng lợi dưới bóng cả. Người có địa vị xã hội càng cao thì quan hệ giao tiếp càng quan trọng trong bước đường sự nghiệp. Song không thể vì thế mà quá bức bách tiếp cận nhân vật quan trọng. Cho dù đến tận nhà thăm cũng chưa chắc người ta có thời gian tiếp hoặc chưa hẳn đã muốn tiếp. Cho nên phải tìm cách khác để tạo cơ hội nói chuyện với các nhân vật này. Giao lưu với người nổi tiếng cũng là chuyện thường tình của con người. Người đàn ông không nên sợ sệt, hãy khai thông giao lưu với người nổi tiếng bằng dũng khí và trí tuệ, không ngừng nâng cao mình cả bên trong lẫn bên ngoài để từng bước hòa nhập vào hàng ngũ người nổi tiếng. 19. Hãy nói lời xin lỗi đối với người bị mình làm tổn thương. Sau khi đắc tội hoặc làm tổn thương người khác là người đàn ông, lẽ đương nhiên phải xin lỗi họ với thái độ thành khẩn. Việc cúi đầu xin lỗi chân thành sẽ nâng cao giá trị bản thân trong mắt người khác.
Lời xin lỗi cũng giống như sự thông cảm và tình hữu nghị là những mắt xích không thể thiếu trong dây chuyền cuộc sống. Bạn phải biết khéo léo xin lỗi người khác nếu mình mắc lỗi hoặc làm người đó tổn thương. Xin lỗi có thể cứu vãn mối quan hệ đang gặp khủng hoảng, khó khăn, lúng túng, hàn gắn vết rạn nứt, hòa giải những mâu thuẫn. Hơn nữa, từ đó có thể củng cố tình hữu nghị, làm cho quan hệ giao tiếp phát triển sâu hơn. Hai bên sẽ càng quý trọng tình cảm đã trải qua nhiều trắc trở và mong muốn gặp lại. Xin lỗi đòi hỏi dũng khí. Nếu người đàn ông không có dũng khí nhìn thẳng vào sai lầm, khuyết điểm của mình thì cũng khó có thể xin lỗi người khác đúng mức. Dám chịu trách nhiệm đối với hành vi của mình không những nâng cao giá trị bản thân mà còn có tác dụng khuyến khích người khác cùng chịu trách nhiệm nếu họ mắc lỗi. Dưới đây là một số cách xin lỗi phổ biến. 1. Khi không nói được thì thay thế bằng cách khác. Nếu bạn cảm thấy khó nói lời xin lỗi thì có thể thay thế bằng cách khác. Sau khi cãi nhau với bạn gái, tặng bó hoa tươi có thể làm tan băng, đặt món quà nhỏ bên cạnh đĩa thức ăn hoặc dưới gối có thể tỏ ý ăn năn, thể hiện tình yêu mến vô hạn. Chỉ bằng ánh mắt hoặc một cái siết tay có thể truyền đạt tình ý. Đừng xem thường sự kỳ diệu của im lặng. 2. Không nên xấu hổ khi nói lời xin lỗi. Cần nhớ rằng xin lỗi không phải là xuống nước mà là thể hiện sự thành khẩn. Người vĩ đại cũng có lúc phải xin lỗi. Lúc đầu Winston Leonard Spencer Churchill có ấn tượng rất xấu đối với Harry S. Truman. Nhưng về sau ông nói với Truman rằng: "Trước đây tôi đã đánh giá thấp ngài. Đây là câu xin lỗi dưới hình thức khen ngợi." 3. Xin lỗi phải chân thành. Trừ phi thật sự có ý ăn năn khi xin lỗi, nếu không khó trút bỏ nỗi canh cánh trong lòng. Xin lỗi nhất định phải xuất phát từ sự chân thành. 4. Xin lỗi một cách đường hoàng. Xin lỗi phải đường hoàng, không cần khom lưng uốn gối. Sửa chữa sai lầm là việc đáng kính. 5. Xin lỗi phải kịp thời. Nếu bạn định xin lỗi người nào đó thì cần kịp thời thể hiện. Càng lần nữa thì càng khó mở miệng, thậm chí có lúc hối hận không kịp. Bạn có thể tìm mọi cách như viết thư, gọi điện thoại, tặng quyển sách, tặng chậu cảnh, hộp kẹo hoặc dùng bất cứ thứ gì có thể bày tỏ lòng mình thay cho lời xin lỗi. 6. Không nên miễn cưỡng nhận sai. Nếu bạn không sai thì đừng miễn cưỡng nhận sai cho qua chuyện. Cách làm thiếu kiên quyết này sẽ không có lợi với bất cứ ai. Đồng thời phải phân biệt rõ giữa việc lấy làm tiếc với xin lỗi. Lấy ví dụ, bạn là người quản lý, một cấp dưới nào đó không hoàn thành nhiệm vụ, phải cách chức, bạn cảm thấy lấy làm tiếc nhưng không nên xin lỗi. 20. Nhớ tên của đối phương, bắt đầu từ việc nhỏ để kéo gần khoảng cách. Nhớ tên của người khác là thể hiện sự tôn trọng, là chìa khóa mở cánh cửa giao tiếp. Mỗi người đều rất nhạy cảm đối với việc người khác nhớ hoặc quên tên của mình. Việc nhớ tên của đối phương sẽ gây sự chú ý đối với họ. Cánh cửa giao lưu giữa hai bên sẽ được mở rộng. Vì vậy đừng xem nhẹ việc điều này. Nhiều người đàn ông thường bỏ qua điểm này, họ không muốn tốn thời gian và sức lực vào việc nhỏ là nhớ tên người khác. Viên vào cớ bận rộn, người đàn ông không nhớ tên người khác, nghĩ rằng mình đã đạt được mục đích biện hộ, giải thích nhưng lại không lường được kết quả, khiến mình mất vô số cơ hội làm quen với người khác. Để kéo gần khoảng cách với người khác, xây dựng mối quan hệ tương đối thân mật, không ít người luôn luôn muốn dựa vào việc lớn, hòng qua đó hình thành tình bạn. Song đừng quên vĩ nhân, danh nhân quanh chúng ta rất hiếm, còn tuyệt đại bộ phận đều là người bình thường, hiếm có ai làm được việc vĩ đại. Cho nên người thật sự thông minh sẽ luôn luôn bắt tay từ việc nhỏ để kéo gần quan hệ với người khác, chứ không chờ tới khi có việc to tát. Nhớ tên mỗi người là thể hiện tôn trọng, cũng là bước đầu tiên xây dựng quan hệ giao tiếp. Ralph Waldo
Emerson từng nói, phẩm chất hoàn mỹ được đổi bằng vô số sự hy sinh nhỏ. Muốn đạt được khả năng này không phải là việc dễ dàng, phải tích lũy ngày này qua ngày khác. Cho nên cần nhớ, con người coi trọng nhất, thích nghe nhất, đồng thời cũng hy vọng người khác tôn trọng nhất chính là tên của mình. 21. Lấy đức báo oán, đối xử thân thiện và tôn trọng đối thủ. Con người không có đối thủ thì sẽ yên phận tầm thường, rốt cuộc trở nên hèn kém vô dụng. Có đối thủ mới có cảm giác nguy cơ, mới có cạnh tranh, có đối thủ mới kích thích tinh thần phấn đấu, không thể không đổi mới, không thể không tiến lên. Vì thế, hãy đối xử thân thiện và tôn trọng đối thủ. Chúng ta cần có bạn, cũng cần có đối thủ. Bạn bè có thể khuyến khích tốt nhất về mặt tình cảm, đối thủ đưa đến sự kích thích sâu sắc về lý trí. Giỏi vận dụng sự kích thích của đối thủ sẽ học được phương pháp thành công quan trọng nhất. Đối thủ cạnh tranh thường mang lại sự trưởng thành lâu dài. Nhà văn nước Áo Kafka nói, đối thủ thật sự sẽ làm tăng dũng khí của bạn. Đối xử thân thiện với đối thủ mới thể hiện được tính cách cao thượng của người đàn ông. Lấy oán báo oán thì oán mãi tồn tại, lấy tình yêu báo oán thì oán sẽ tiêu tan. Lấy đức báo oán, biến địch thủ thành bạn bè là biện pháp hữu hiệu nhằm tránh việc làm tổn hại người khác. Nhưng nhiều người không thể đối xử với đối thủ như thế vì ranh giới giữa đối thủ với kẻ thù rất mong manh. Cho nên đối thủ cũng dễ trở thành kẻ thù. Nếu thế, khi đối xử với đối thủ sẽ rất dễ nhầm lẫn. Nhiều người sẽ nghĩ kẻ địch là kẻ và kẻ thù đương nhiên là xấu, không nên học tập kẻ địch và kẻ thù. Kỳ thực, càng là kẻ thù và kẻ địch thì càng có nhiều thứ để học. Đối phương cần tiêu diệt mình thì nhất định dốc toàn bộ sức lực, bộc lộ hết tinh nhuệ. Khi họ thi thố hết mánh lới thì cũng là lúc truyền thụ cho bạn nhiều chiêu thức. Các thủ đoạn mà kẻ địch sử dụng để làm bạn tức giận, làm thương tổn bạn thì không phải thầy giáo nào cũng có thể dạy bạn. Cho nên, nếu bạn có đối thủ mạnh thì bạn nên vui mừng và chú ý học hỏi từ họ. Hãy đối xử thân thiện với đối thủ. Có khi người đưa chúng ta lên bục nhận thưởng không phải là bạn mà là đối thủ của chúng ta. 22. Nói không với người khó từ chối nhất. Việc từ chối sẽ thử thách lòng can đảm và trí thông minh của con người. Vì từ chối, chúng ta dễ đắc tội hoặc gây tổn thương cho một số người. Nếu chúng ta không từ chối, sẽ không làm tổn thương người khác, nhưng lại làm tổn thương chính mình. Kỳ thực, cuộc đời là quá trình từ chối và bị từ chối. Hãy thực hiện quyền từ chối một cách thông minh và dũng cảm, vì đây là quyền lợi của mỗi chúng ta với cuộc sống. Từ chối đâu nhất thiết nói thẳng không, mà cần nói một cách khéo léo để đối phương có thể tiếp nhận. Có 4 phương pháp cụ thể sau. 1. Dí dỏm nhẹ nhàng, mềm mỏng, hàm súc. Làm việc gì cũng phải có nguyên tắc. Việc không phù hợp nguyên tắc thì kiên quyết không làm. Nếu người nào đó đề nghị bạn giúp đỡ nhưng không phù hợp nguyên tắc thì không đồng ý làm. Như vậy là kiên trì giữ nguyên tắc. Không nên vì giữ không khí đoàn kết mà để mất lập trường. Bất kể quan hệ thế nào, việc nên từ chối thì phải từ chối. Tuy nhiên, bạn phải coi trọng tính linh hoạt về hình thức nói, tùy theo sự khác biệt về loại hình, đặc điểm của quan hệ, về nội dung, trường hợp và thời gian giao tiếp mà áp dụng phương pháp tương ứng. Bạn phải biết thống nhất giữa tính nguyên tắc với tính linh hoạt. Điểm quan trọng của tính linh hoạt là phải mềm mỏng, hàm súc. 2. Hiến kế thay thế, chuyển trọng tâm. Hiến kế thay thế là một thành ngữ, nghĩa là đề nghị biện pháp khả thi, thay thế yêu cầu không thể thực hiện được. Khi người khác nhờ mà mình không giúp được thì sau khi nói rõ lý do, cần nghĩ cách khác để thay thế. Nếu phương pháp của bạn đề ra giải quyết được vấn đề thì người khác cũng rất vừa lòng. 3. Từ chối kiểu giải bày lẫn tránh một cách mơ hồ.
Từ chối kiểu giải bày là phương pháp từ chối thường gặp nhất. Giải bày là lẩn tránh một cách mơ hồ trong tình hình không tiện nói thẳng. Giải bày là một nghệ thuật, vận dụng tốt sẽ đạt hiệu quả bất ngờ. Ví dụ, một lần Trang Tử vay tiền Giám Hà Hậu giải bày rằng: được một thời gian nữa để tôi thu đủ tô, sẽ cho anh vay 300 lạng vàng. Sự giải bày của Giám Hà Hậu rất trình độ, không nói không cho vay, cũng không nói cho vay ngay, mà nói thời gian nữa thu đủ tô rồi mới cho vay. Câu này chứa mấy tầng nghĩa. Một là trước mắt tôi không có tiền, cho nên hiện không thể cho vay. Hai là tôi cũng không phải người giàu có. Ba là thời gian nữa nhưng không xác định lúc ấy có cho mượn hay không mới nói. Trang Tử nghe xong đã hiểu rõ, nhưng ông không trách vì Giám Hà Hậu không nói không cho vay, chỉ là một thời gian nữa, vẫn có hy vọng. Từ chối kiểu giải bày có mấy cách cụ thể sau. Viện cớ từ chối. Khi không tiện từ chối thẳng thì viên cớ từ chối là biện pháp khá tế nhị. Trong bối cảnh xã hội lớn có rất nhiều nhân tố hạn chế lẫn nhau đối với con người, tại sao không chọn một lá chắn? Ví dụ, có người nhờ làm việc, giả sử bạn là một thành viên của lãnh đạo thì bạn có thể nói: đơn vị chúng tôi là tập thể lãnh đạo, như việc của anh cần phải được mọi người thảo luận mới quyết định được. Song việc này e rất khó được thông qua, tốt nhất đừng đặt hy vọng gì. Nếu anh kiên trì thì chờ mọi người thảo luận đã, cá nhân tôi nói không ăn thua. Như vậy là viên cớ từ chối chuyển mâu thuẫn sang hướng khác, ý là không phải tôi không làm cho anh, nhưng làm không nổi. Nghe vậy thì nói chung người nhờ sẽ chủ động rút lui, sẽ nói: thôi được, đã thế tôi cũng không gây khó dễ cho anh nữa, để sau hãy hay vậy. Từ chối mơ hồ, ví dụ: tối nay tôi tiếp khách, xin đừng đến. Hôm nay chắc không được, lần sau nhất định đến. Lần sau là khi nào không nói rõ, thực tế là đưa ra khái niệm mơ hồ cho đối phương. Nếu đối phương là người thông minh thì sẽ hiểu ý trong đó, nên không gây khó dễ cho người khác. Lợi dụng sơ hở, khi người khác yêu cầu công khai tình hình nào đó nhưng bạn không muốn hoặc không thể trả lời rõ thì có thể áp dụng thủ đoạn lợi dụng sơ hở, tránh trả lời thực chất. 4. Tạm lùi một bước chờ thời cơ từ chối. Mâu thuẫn, xung đột, khó khăn ở môi trường làm việc khiến đa số người luôn ở trong trạng thái hoang mang. Áp dụng biện pháp lạt mềm buộc chặt, tránh chỗ địa hiểm yếu, không đối kháng trực tiếp, khiến bạn linh hoạt, tự do giải quyết mâu thuẫn một cách êm thấm. Khi đã tránh được chỗ hiểm yếu thì bạn sẽ thấy sự việc vốn rất đơn giản. Người nhận thức được thời cuộc là sáng suốt. Khi bạn lâm vào vòng xoáy mâu thuẫn, ở vào giao điểm mâu thuẫn thì bạn có thể tạm lùi một bước chờ cơ hội từ chối. 23. Thăm thầy cô giáo cũ. Nghe nhắc đến người thầy cũ gợi lên biết bao hồi ức, bao nỗi niềm xúc động không lời nào tả xiết. Nhưng đã bao lần bạn tìm theo con đường quen thuộc từ thời học sinh để trở lại trường xưa thăm thầy cô cũ. Bạn đã rời xa trường xưa thầy cũ nhiều năm rồi, cuộc sống luôn bận rộn, liệu có lúc nào nhớ tới những năm tháng thời học sinh đã qua, những lời răn dạy của thầy cô giáo cũ? Trên môi một chiếc xe du lịch ở New York viết câu: nếu bạn biết hàng chữ này thì hãy cảm ơn thầy giáo tiểu học của bạn. Anh đã làm cảm động nhiều người ở các ngành nghề, các nước khác nhau. Tôn sư trọng đạo là đạo đức tốt đẹp, truyền thống của con người. Ảnh hưởng của thầy cô giáo đối với học sinh có lẽ chỉ đứng sau bố mẹ đối với con cái. Người đàn ông nếu không biết cảm ơn đối với thầy cô thì nhất định không biết trọng tình trọng nghĩa.